Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel của Lotto AZ. Và mình là Minh và đây là Duy. Dạo gần đây thì người người Black Friday, nhà nhà Black Friday. Và Black Friday đã qua rồi, anh em đã sắm được gì chưa? Riêng đối với chúng mình thì chúng mình sắm được một đống câu hỏi của anh em luôn, để có thể giải đáp trong số hỏi đáp thứ 14 này. Và không để anh em mất thời gian thêm nữa, bắt đầu với câu hỏi đầu tiên thôi. Trước khi vào câu hỏi đầu tiên thì mình xin phép quảng cáo một chút là channel sắp được 3.000 sub rồi. Anh em hãy tiếp tục subscribe và ủng hộ cho kênh. Giveaway lần này sẽ cực kỳ là lớn đấy. Và ok, thêm một phút cho quảng cáo thì chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên luôn nhá. Câu hỏi đầu tiên thì từ bạn Duy Linh. Anh em cho em hỏi, bật Hybrid Mode là chạy song song hai card hay sao ạ? Tác vụ nhẹ nhàng thì chạy card on và game thì chạy card rời. Tất bật lại Hybrid Mode thì card rời không chạy nữa, chỉ có card on chạy thôi là sao? Có cần chỉnh gì trong Nvidia Control Panel không ạ? Chắc là bạn dùng Legend 5 mới có cái Hybrid Mode này. Thì câu trả lời của mình là khi bạn sử dụng Lenovo Legend 5 ở chế độ tắt Hybrid Mode đi thì đáng lý là card họa rời của chúng ta phải hoạt động và card họa on bus phải không hoạt động nhiều nữa. Thì cái vấn đề này thì chúng ta sẽ vào BIOS ở trong máy. Chúng ta sẽ dùng cái phím tắt là F2 để vào BIOS và tắt ngay ở phần giao diện luôn. Là chúng ta hoàn toàn có thể sẽ tắt được luôn cái card on bus của Intel hoặc là của CPU AMD. Thì đó là câu trả lời của mình nhá. Nếu mà bạn vẫn bị lỗi này thì có thể là qua những cái nơi hỗ trợ bảo hành hay là những cái đại lý mà bạn đã mua máy để được hỗ trợ tốt nhất nhá. Câu tiếp theo, câu hỏi thứ hai của bạn Bảo Bùi Quốc. Anh ơi cho em hỏi là Dell G3 3500A có đáng để lựa chọn trong phân khúc 25 triệu không? Nhu cầu em là để học, xem phim, chơi game và giải trí thôi. Thực ra là trong phân khúc 25 triệu này thì có một số cái mẫu máy khác nó có vẻ là nó đáng lựa chọn hơn so với chiếc Dell G3 này của bạn. Tiêu biểu ở đây, ngay ở trong Dell thì chúng ta sẽ có Dell G5. Ngoài ra thì trong tầm giá còn có Ryzen 5, Ryzen 7 nữa, đều là những lựa chọn rất là tốt và theo mình thì nó đáng lựa chọn hơn Dell G3 này. Mình nghĩ là giờ mức giá Dell G5 rất là rẻ nên chả lý do gì chúng ta không chọn một sản phẩm cao cấp hơn của Dell. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi của bạn Hiếu Hoàng Trung. Adder cho em hỏi nếu vẽ CAD, vẽ CAD và với đồ họa chơi game nên mua Asus A17 Ryzen 5 4600H dùng được không ạ? Với câu hỏi này của bạn, thực ra thì với con chip là Ryzen 5 4600H thì vẽ CAD hay là đồ họa hay chơi game thì đều rất là mượt mà rồi. Tuy nhiên thì chiếc TUF A17 màn nó sẽ lại nó chỉ là ở mức trung bình thôi. Độ phủ màu hay là độ say màu nó không phải là quá tốt để có thể sử dụng để làm đồ họa. Với cái tầm giá này thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn Ryzen 5 bản Ryzen 5 với màn với cái bản ấy là có tần số quét là 144Hz thì sẽ cho chúng ta cái độ phủ màu là gần 100% và độ say màu rất là thấp, rất phù hợp với những bạn nào mà làm đồ họa. Và tuy nhiên thì Ryzen 5 dạo này thì nó bị hết hàng. Nên nếu như mà bạn quá khó tìm trên thị trường thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cả Evo Gaming tại cửa hàng Lotto AZ nữa. Ok, đó là câu hỏi của bạn Hiếu Hoàng Trung. Câu hỏi tiếp theo của bạn Pro Tiến. Tầm giá 15 đến 20 triệu thì laptop nào có độ hoàn thiện cao nhất hả? Laptop nào thôi chứ gì? Laptop nào thôi. Nếu như mà trong tầm giá 15 đến 20 triệu, độ hoàn thiện tốt nhất mà mình đã từng sử dụng qua rồi thì mình nghĩ rằng là đó chính là chiếc ThinkPad T490S. Chiếc máy này trong tầm giá 15 đến 20 triệu đồng có độ hoàn thiện rất tốt, sử dụng rất là sung sướng. Còn tuy nhiên nếu như mà bạn muốn hỏi về laptop gaming trong tầm giá 15 đến 20 triệu thì chúng ta có IdeaPad Gaming 3, cũng là một chiếc máy có bàn phím rất là tuyệt vời và độ hoàn thiện tốt trong tầm giá này. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ 5 của bạn Ligmabo. Cho mình hỏi là mã AZ300 áp dụng đến khi mua máy nào ạ? Cả new 100% với line new luôn đúng không ạ? Câu này thì tôi trả lời. Ok. Với những mã giảm giá AZ300, bạn có thể mua bất kỳ một chiếc laptop nào tại cửa hàng laptop AZ và được giảm giá 300.000 nhé. Bất kỳ một chiếc laptop nào, cả line new, cả cũ, cả đã qua sử dụng hay là cả 100%. Câu tiếp theo, câu thứ 6 của bạn Khả Nhi, con gái đấy. Uầy, anh mình dạo này nhiều con gái comment thật đấy. Và học lập trình web thì chiếc nào 8 đến 9 triệu máy cũ ổn với anh ơi? Em thích ThinkPad. Nếu thích ThinkPad thì bạn hãy quất ngay chiếc ThinkPad T440 hoặc là ThinkPad T450S. Thì đây đều là những chiếc máy cho tầm giá từ 8 đến 9 triệu, rất là ổn cho việc học lập trình và cũng là của ThinkPad luôn. Và chính cá nhân mình cũng đã sắm một chiếc ThinkPad T450S để sử dụng làm máy cá nhân, khá là tiện trong cái quá trình gõ văn bản hay là nhập liệu, đặc biệt là về code. Nhưng mình không code web, mình lại code về MATLAB nhiều hơn. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ 7 của bạn Thảo Nguyên. G5 5500 với G5 1.2 thì chiếc nào ngon hơn? Ngon hơn xét về khía cạnh nào? Đúng. Ở đây thì với việc là mình đã sử dụng qua hai chiếc máy này thì bản thân mình sẽ đánh giá cao chiếc G5 1.2 hơn. Chúng ta sẽ có một chiếc máy mà đẹp hơn, cá tính hơn và hiệu năng thì cũng xem nhau. Mặc dù là G5 1.2 chúng ta sẽ có một chiếc máy mát mẻ hơn hẳn đấy. Và điểm cộng của chiếc Dell G5 chắc duy nhất là về cái tính gọn nhẹ một chút, là nhìn nó sẽ mi nhon hơn chiếc G512 và cân nặng là 2,3.
còn G512 sẽ là khoảng 2.5 kg. Thế nên là tính di động của G5 sẽ nhỉnh hơn một chút bạn nhé. Còn tiếp theo, câu hỏi thứ 8 của bạn Big Hive. Em xin hỏi câu tế nhị một chút là khi mua hàng mình không lấy quà tặng khuyến mãi thì trừ đi quà có được giảm giá không ạ? Mình cũng xin trả lời bạn một cách tế nhị, đó chính là nếu như mà bạn không sử dụng ba lô hay là không nhận chuột thì bạn sẽ được giảm giá 200.000 đồng. Kết hợp với mã giảm giá AZ300 giảm trực tiếp 300.000 đồng với bất kỳ máy nào mua tại cửa hàng Laptop AZ, chúng ta sẽ được giảm giá tổng cộng là 500.000 cơ đấy. Ok. Câu thứ 9 của bạn Nam Nguyễn, có laptop nào vừa đồ họa vừa cốt được không ạ? Bạn hỏi câu này thì hơi khó, bởi vì là vừa đồ họa vừa cốt được thì sẽ có rất là nhiều máy, quan trọng là ở trong tầm giá tầm tiền nào thôi. Mình không rõ là bạn có bao nhiêu tiền để bạn sắm một chiếc máy, nên là lần sau bạn có thể đề cập cho bọn mình về mức giá đấy nhá. Câu thứ 10 của bạn Huy Triều, G5 5.5 với G5 SE thì nên lấy máy nào ạ? Giá cả không phải vấn đề. Với việc là giá cả không thành vấn đề thì mình sẽ chọn chiếc G5 SE hơn. Bởi vì là trong cái quá trình sử dụng thì mình nhận thấy rằng là việc sử dụng chip AMD khiến cho G5 SE có một hiệu năng tốt hơn hẳn so với cả G5 5.5 5.0. Tất nhiên là trong từ cùng tầm giá là khoảng 20 cho đến 25 triệu. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 11 của bạn Thạch Trương, cho em hỏi là ZenBook UX425 i5-1135G7 với ZenBook Q407iQ R7 thì máy nào đáng mua hơn và em nên mua máy nào? Em là sinh viên năm nhất, kỹ thuật phần mềm, yêu cầu màn đẹp, pin khỏe, không chơi game, phục vụ tốt nhu cầu học việc là 4 năm đại học, lâu lâu có edit video và ảnh nhẹ nhàng, mong là trả lời và chúc kênh phát triển. R7-4500U hình như hơi sai một tí, đáng nhẽ phải là R7-4700U hoặc là R5-4500U thì đúng hơn. Ở đây thì bạn sử dụng là máy ZenBook. Cái dòng ZenBook này nó có một cái màn hình có độ phổ màu cao này, độ sai màu cũng khá là ổn, rất là tốt để cho bạn có nhu cầu là edit video và ảnh nhẹ nhàng rồi. Ở đây khác biệt là ở con chip thôi. Với việc là sử dụng chip Ryzen 4700U thì bên Q407iQ sẽ cho chúng ta một hiệu năng tốt hơn so với lại cả i5-G7 kia. Mặc dù là cùng là dòng tiết kiệm điện nhưng mà hiệu năng cao hơn thì chúng ta sẽ chọn bên R7 thôi, đúng không? Và chốt lại chúng ta sẽ chọn ZenBook Q407iQ. Câu tiếp theo, câu hỏi 17 của bạn Ryan VOX, 2X cho mình hỏi là G51GT so với cả Alienware 15R4 thì chiếc nào ngon hơn? Cái này thì bạn so sánh hơi khập khiễng một tí. Bởi vì Alienware 15R4 là một con máy đã ra đời từ năm 2018 rồi, với chip là chip i7 thế hệ thứ 8 là 8750H. Và chip này thì nó cũng xem với lại cả i7-9750H trên G531. Nó cũng xem nhau, chẳng khác gì nhau, khác mỗi tí xung nhịp. Tuy nhiên thì Alienware thì được mặc định là ở một phân khúc cao cấp rồi. Nên những chi tiết hoàn thiện máy này hay là những công nghệ đi kèm của Alienware gần như là vượt trội hơn hẳn so với lại cả G531. Nói chung là như kiểu năng so SH2018 với cả Vision 2019. Thế nên là mình nghĩ là nhiều người sẽ chọn SH hơn. Là nên chúng tổng kết lại, Alienware 15R4 là sự lựa chọn mà mình nghĩ là xứng đáng nhất với số tiền bạn bỏ ra. Còn tiếp theo, của bạn Nguyễn Khôi Trần. Anh cho em hỏi xíu, khả năng tương thích với những phần mềm như AutoCAD, SolidWorks của CPU AMD Ryzen 5 thì sao ạ? Có ổn không? Rất là mong nhận được phản hồi từ anh. Bạn gọi chúng mình là anh nên mình đoán rằng là bạn đang là sinh viên, đúng không? Với việc là sinh viên và sử dụng các phần mềm như là AutoCAD hoặc là SolidWorks thì mình nghĩ là hiện nay bạn vẫn đang sử dụng các phần mềm Crack. Và với việc là sử dụng các phần mềm Crack và nó đã ra mắt được một khoảng thời gian khá là lâu rồi, đào trên mạng về, thì việc sử dụng chip Intel vẫn đang là được tối ưu tốt hơn hẳn so với lại cả việc sử dụng chip AMD. Còn nếu như là bạn update những cái phần mềm AutoCAD SolidWorks này từ nhà sản xuất và những cái phần mềm đấy được hỗ trợ ở kiểu hỗ trợ những phần mềm được hỗ trợ mới nhất rồi ấy, thì mình tin rằng là trong thời gian sắp tới thì chip AMD sẽ được các nhà sản xuất phần mềm này tối ưu tốt hơn. Ok, vậy thì đấy là câu trả lời của mình. Intel vẫn sẽ là một sự lựa chọn an toàn và hữu dụng hơn cho nhiều bạn sinh viên hiện nay. Còn tiếp theo, câu hỏi 14 của bạn Rick GB, cho hỏi là G512 vừa chơi game vừa stream được không? Vừa chơi game vừa stream được, cấu hình của máy này rất là ổn để cho việc này. Tuy nhiên thì G512 lại không có webcam, nên nếu mà bạn muốn stream thì bạn có thể mua thêm webcam ngoài. Hơi đáng tiếc nhỉ, hoặc là bạn có thể mua ROG Ally với mức giá khoảng hơn 3 triệu đồng của Asus, một nước đi khá là ngoài vòng di chuyển. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi bạn của Nhân Huỳnh Trọng. Cho em hỏi là em gần như không chơi game, nhưng mà cùng lắm thì chơi PUBG với CS:GO Valorant để chơi. Và còn lại em dùng để làm đồ họa, dùng văn phòng, nên là xài laptop CPU Intel hay AMD. Với câu hỏi của bạn này thì thôi tôi trả lời luôn là hai CPU này gần như là như nhau.
Hiện tại là với cùng một phân khúc thì laptop gaming sử dụng của AMD đang rẻ hơn rất nhiều. Kể cả laptop văn phòng nhá. Và hiệu năng cũng tốt hơn, mát mẻ hơn và hiệu năng cũng chẳng thua kém gì, thậm chí là chơi game eSports còn tốt hơn nữa. Thế nên là hiện tại trong thời điểm 2020 này thì CPU AMD là một sự lựa chọn rất là thông minh và giúp cho chúng ta tiết kiệm được chi phí và đảm bảo được hiệu năng tốt. Câu hỏi 16 là câu hỏi tiếp theo của bạn Hùng. G14 Ryzen 7 với HP Omen thì trước con nào cân kèo vậy ạ? Và một chút bổ sung là em có nhu cầu học về code khá nặng, game chỉ là LOL, Dota với đồ họa không chuyên thôi. Thực ra hai chiếc máy này thì cấu hình nó cũng xem nhau. Nếu như bạn chơi game ít thì có thể lấy G14 cho nó gọn nhẹ. Còn quan trọng là nếu bạn thích màn 14 inch thì lấy G14, còn nếu thích màn 15 inch thì lấy HP Omen 15. Tuy nhiên thì có một điểm khác biệt đôi chút, đó chính là G14 thì bạn sẽ chỉ nâng cấp được 1GB RAM thôi. Nên nếu như mà sau này mà bạn muốn sử dụng để mà nâng cấp cái RAM lên ấy, có những cái project, có những cái dự án mà nó lớn hơn, muốn nâng cấp RAM lên lớn hơn thì bạn hãy chọn HP Omen 15. Cho 2GB RAM cho an toàn. Mình ạ, con G14 có 8GB RAM, nâng cấp tối đa là có thể định hình được khoảng là hơn 20. Thì không biết là nếu mà so với con HP Omen nâng cấp được 32GB thì nên chọn 32GB hay là chọn cái con thấp hơn thì sao? Tôi nghĩ rằng là cứ to hơn thì là ổn hơn hẳn. Cứ lấy con HP Omen cho nó ngon. Thừa còn hơn thiếu. Thừa còn hơn thiếu. Ok, với câu trả lời câu hỏi của bạn Hùng thì mình nghĩ là HP Omen có là một sự lựa chọn rất là hợp lý. Còn 17 là câu hỏi cuối cùng của bạn Dũng Trương. Giữa MSI Bravo 15 và Lenovo Gaming 3 thì máy nào ngon hơn ạ? Đối với hai chiếc máy này, nếu như mà xét về hoàn thiện tổng thể về các chi tiết cấu thành lên máy thì mình nghĩ rằng là IdeaPad Gaming 3 nhỉnh hơn. Và trong cái quá trình sử dụng ý, mình thấy là bàn phím của IdeaPad Gaming 3 ngon hơn hẳn so với cả MSI Bravo. Bàn phím trên MSI Bravo nó hơi nông, một tí, gõ hơi khó chịu trong khoảng thời gian dài. Tuy nhiên thì MSI Bravo có một điểm ăn đứt so với cả IdeaPad Gaming 3, đó chính là về độ mỏng nhẹ. Ngoài ra thì chúng ta còn có việc là chip GPU ở trên MSI Bravo, đó chính là RX5500, thì nhỉnh hơn một chút so với lại cả GTX 1650 Ti ở trên IdeaPad Gaming 3. Ok, và đó là cả câu hỏi cuối cùng của bạn Dũng Trương. Và nếu các bạn có những câu hỏi hay những băn khoăn gì có thể comment dưới phần video này để bọn mình sẽ dàng tổng hợp và trả lời cho các bạn nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên like, subscribe, chia sẻ cho channel của Latter Z nhé. Tạm biệt. Chào các bạn.